Ui giời ơi, nhanh cái chân lên, trời sắp mưa rồi đây này. Ừ, tôi đang mệt. Khiếp, con trai gì mà ẻo lả thế, mạnh mẽ lên xem nào. Tôi cũng muốn lắm ấy chứ, nhưng mà thời tiết như thế này ai chẳng mệt. Ơ, hình như đằng kia có quán trà sữa hay sao ấy, mình vào đấy nghỉ ngơi xong rồi tránh mưa luôn. Được ấy, tôi cũng đang thèm. Trời âm u, lúc mưa lúc nắng này ngồi đây làm ly nước cho mát nhá. Ờ, thế nhà mình có những nước gì ạ? À, nhà cô có trà sữa. Trà sữa? Quán của cô như thế này mà cũng có trà sữa ạ? Ừ, nhà cô ấy, ba đời làm trà sữa, ngon nổi tiếng vịnh Bắc Bộ đấy đấy. Ờ, ba đời luôn. Thế thì quốc luôn hai cốc ạ? Ừ, có ngay, chờ cô tí nhá. Dạ vâng. Này, tôi bảo với bà là đi xe rồi, đi bộ làm cái gì tốn bao nhiêu thời gian lại còn mệt nữa. Yeah, biết rồi, lần sau không đi bộ nữa được chưa? Đây, trà sữa của cô cậu đây. Đấy, uống thử đi, đảm bảo là ngon nhất vịnh Bắc Bộ đấy. Có ngay. Này, thử xem trà sữa của bà chủ ngon thế nào mà cứ khen nhiều ấy nhỉ. Đấy, cô đã bảo rồi lại. Cô ơi, tiếng kia là cháu ấy. Ờ, có ngay. Của hai cháu 500 ngàn. Dạ, con gửi ạ. Này này, làm gì mà vội thế, 500 nghìn chứ không phải 50 nghìn nhá, thêm một số không nữa, hiểu chưa? 500 nghìn á? Thế này đi buôn bán cái gì? Tôi nói cho bà biết nhá, 500 nghìn này ấy, tôi uống trà sữa cả tháng ấy. Này, hai cô cậu vào đây không hỏi giá trước mà lại muốn uống đồ ngon đồ xịn, thế tóm lại cô cậu định trả tiền không thì bảo. À, thôi thôi, cô cứ bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó mà, đúng không? Thế hai cô cậu định vừa ăn cướp vừa la làng đấy à? Không biết ai vừa ăn cắp vừa la làng đâu nhá. Chỉ có cái bản mặt của bà thôi. Tóm lại, hai cô cậu định trả không? À mà thôi, nếu không có tiền để trả thì thanh toán bằng hiện vật cũng được. Đây, tôi nhìn thấy cái dây chuyền này của cậu ấy, và cái nhẫn này của cô ấy, là đủ đấy. Bà biết nó đáng giá bao nhiêu không? Tóm lại, hai cô cậu có định thanh toán không thì bảo nào. Nào, tôi nói cho bà biết ý, mọi hành vi chiêu trò lừa đảo của bà đã bị chúng tôi phát hiện ra rồi. Cô cậu định làm gì? Tôi chả làm gì sai cả nhá. Gọi có cốc trà sữa mà ngồi gần nửa buổi, sắp xong chưa? Có định thanh toán tiền không? Dạ, của cháu bao nhiêu tiền ạ? 500 ngàn. 500 nghìn đấy ạ? Ừ. Này, con danh con, nếu mà không có tiền ý thì đừng gọi trà sữa uống nhá. Tiền đâu? Cái gì này? Mày nghĩ có vài đồng bạc này mà đủ tiền trà sữa xịn của tao à? Hả? À? Đã không có tiền để còn thích gọi cho sang mõm. Đưa thêm tiền đi. Cháu, mày đừng có giả bộ đáng thương nhá. Không qua được mắt bà đâu nhá. Này, cô nói thật nhá, cô thương tình, cháu là học sinh. Ở đây, mày đưa cho cô cái đồng cô hồ ơi, này. Cái này không được đâu cô. Mày cô cứ đưa cái đồng hồ này cho cô đủ tiền trả sữa đấy nhá. Thôi, cái này là của bố cháu để lại cho tim cô đấy ạ. Tú ơi, lại đây, lấy chị cái đồng hồ. Này, mày có tiền đúng không? Không có tiền đưa bà cái đồng hồ là xong chứ mày. Này, đấy, ngoan như thế có hơn không? Ai của chị? Ừ. Rồi, bây giờ ấy, đứng lên. Đi.
Thì cũng được đấy. Này, em mang đi cắm luôn nhá. Ờ, chú cầm đi cho chị. Người đưa Trang vào bệnh viện, mà trên kết quả xét nghiệm cho thấy Trang bị ngộ độc thực phẩm. Khi tôi hỏi rõ ra, nó mới nói là nó uống trà sữa ở quán của bà. Thế tôi khẳng định rằng quán của bà chắc chắn có vấn đề. Tôi chả làm gì sai cả nhé. Tôi là người trong sạch. Đến nước này mà bà vẫn còn già mồm nói là mình trong sạch à? Bà kinh doanh buôn bán thực phẩm bẩn, lợi dụng lòng tốt, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin của các cô cậu học sinh để mà ăn chặn tiền, rồi ngang nhiên chấn lột tài sản cá nhân. Đó là tội hình sự. Đây, tang chứng, vật chứng tôi đã quay lại hết rồi. Bà có gì mà chối cãi? Chị ơi, chị nhận tội đi chị ơi. Chị lên đồn công an đi để giảm nhẹ tội cho em chị. Tú, mày phản tao à? Không. Cô là ai? Anh chính là người chuyên cung cấp nguyên liệu thực phẩm bẩn cho bà Dung bán trà sữa đúng không? Tôi đã quay lại được hết bằng chứng đây rồi. Những bằng chứng này ấy, đủ để anh đi tù mọt gông đấy. Nếu như anh muốn giảm nhẹ tội thì phải nghe theo tôi. Thế bây giờ tôi phải làm sao? Trà sữa của bà đây đúng không? Bà uống đi. Tôi không khát. Bà không khát hay là do trà sữa bẩn mà không dám uống? Mày đừng nói linh tinh nhá. Thứ nhất, nguyên liệu bà nhập khẩu không rõ nguồn gốc xuất xứ, rồi đồ bà mua kìa vứt la liệt ở dưới đất, thậm chí bà còn dám chân vào. Chính những nước thải chảy ra đã tố cáo bà, rồi bà còn tận dụng những cái cốc trà sữa mà uống dở mà đổ vào để thành cốc mới, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cơ mà. Chính chúng mày cũng uống đồ tao mang cho chúng mày mà. Chúng tôi đã chuẩn bị hết rồi. Đây, trà sữa của cô cậu đây. Đấy, uống thử đi. Đảm bảo là ngon nhất Vịnh Bắc Bộ đấy. Ôi, bạn cấm được ơi. Có ngay. Thôi chị ơi, đến nước này rồi thì chị nhận tội đi ạ, để cho em có được nhẹ tội chị. Bà nghĩ chúng tôi ngu à? Giờ bà trả giá đi, chúng tôi đã báo công an rồi, đưa bà đi. Thôi chị ơi, lên đồn công an đi chị, đi. Tổng.